Hôm qua tại ấp 8 xã An Phước, huyện ủy Long Thành phối hợp với các đơn vị vũ trang và chính quyền địa phương tổ chức lễ ra quân thực hiện công tác dân vận nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và quốc tế lao động. Tại đây, ban tổ chức đã tặng 22 chiếc xe đạp cho các em học sinh hiếu học, tặng 150 thẻ bảo hiểm y tế, 100 phần quà và tổ chức khám bệnh cho các đối tượng chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn, cấp phát 100 cặp thùng rác phân loại, 300 túi nhựa phân hủy, xây dựng các tuyến đường ống cấp nước máy, 150 mét đường bê tông cùng với lắp đặt 60 camera an ninh, 5 dụng cụ thể thao, 100 pano, đèn chiếu sáng và khánh thành cổng chào nông thôn mới ấp 8 và thực hiện tổng vệ sinh khắp các trục đường giao thông trên địa bàn xã. Tổng kinh phí tổ chức đợt dân vận hơn 2,4 tỷ đồng do các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và cá nhân đóng góp.